X51 Story mến chào quý thính giả. Lịch sử thế giới giai đoạn từ cuối thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ 14 là giai đoạn mà thế giới có nhiều biến động lớn. Thời kỳ này diễn ra hàng loạt sự sụp đổ của nhiều đế chế hùng mạnh, kéo theo đó là những thảm họa diệt chủng tàn khốc. Người Mông Cổ, một dân tộc xuất xứ từ vùng thảo nguyên Trung Á, chính là nguyên nhân của những điều này. Người Mông Cổ vào thế kỷ 12 vẫn là một liên minh bộ lạc lỏng lẻo, không có chữ viết riêng, sinh sống bằng nghề chăn nuôi du mục bấp bênh. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian chỉ vài chục năm, dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn và các con cháu, người Mông Cổ đã đoàn kết lại để thành lập một nhà nước thống nhất hùng mạnh, bắt đầu tiến hành các cuộc xâm lăng bất tận để mở rộng lãnh thổ. Trên nền tảng sức mạnh quân sự vượt trội của những đoàn quân Mông Cổ, cộng với nhiều yếu tố khách quan khác đã giúp Mông Cổ trở thành thế lực hầu như bất khả chiến bại trên toàn thế giới thời bấy giờ. Làn sóng xâm lược Mông Cổ hoành hành khắp châu Á và lan cả sang châu Âu. Làn sóng ấy vào giữa thế kỷ 13 đã lan đến biên giới nước Đại Việt. Dân tộc ta một lần nữa phải đứng lên chiến đấu với một kẻ thù hùng mạnh hàng đầu thế giới để khẳng định sự tồn tại của mình, khẳng định sức sống mãnh liệt của một dân tộc. Quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Vương Triều Trần thời vua Trần Thái Tông đã đọ sức với những đoàn quân Mông Cổ thiện chiến nhất. Theo sự tích lưu truyền từ người dân vùng biển huyện Diễn Châu cũng như gia phả họ Hoàng ở làng Vạn Tràng thì vào thời vua Trần Thái Tông, ở làng Vạn Phần, nay là xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có hai vợ chồng là ông Hoàng Quý Công và bà Trương Thị Hoa. Một buổi sáng sớm, bà Hoa ra sông gánh nước thì thấy hai con trâu vàng ở dưới sông nhảy lên đánh nhau dữ dội rồi cứ tiến về phía mình. Bà cầm đòn gánh đánh đuổi trâu, hai con trâu liền xuống nước rồi biến mất. Bà Hoa nhìn đầu đòn gánh thấy còn dính lông trâu vàng thì cho vào giải yếm cất đi, cũng có sự tích nói rằng lông trâu rơi xuống thùng nước rồi bà uống phải. Không lâu sau bà Hoa thấy khác lạ trong người rồi có mang. Vào ngày 16 tháng 6 năm Giáp Dần, tức năm 1254, bà Hoa hạ sinh được con trai, đặt tên là Hoàng Tá Thốn. Cũng theo giai thoại được lưu truyền ở vùng biển Diễn Châu, thời nhỏ Hoàng Tá Thốn có sức khỏe hơn chúng bạn cùng lứa, dù được đi học nhưng lại chỉ thích luyện võ nên cha mẹ cũng chiều theo ý con. Hoàng Tá Thốn có biệt tài về bơi lội, lặn sâu dưới nước. Khi Hoàng Tá Thốn lớn lên cũng là lúc quân Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt lần thứ 3, triều đình tuyển mộ quân chuẩn bị cho cuộc chiến, Hoàng Tá Thốn đầu quân và được xung vào lục quân. Sau một thời gian, viên tướng chỉ huy nhận thấy Hoàng Tá Thốn có biệt tài bơi lặn, lại có cơ mưu nên tiến cử lên Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hưng Đạo Vương xung Hoàng Tá Thốn vào đội thủy binh thiện chiến của nhà Trần. Ở đây, ông và các chiến hữu được huấn luyện đầy đủ, nhất là kỹ, chiến thuật trong đội thợ lặn. Sau đó, ông lại được cho làm nội thư gia, giúp việc binh thư cho Trần Hưng Đạo. Tương truyền rằng, ông đã cùng các chiến hữu với chiến thuật lặn xuống sông đục thuyền địch làm cho thủy binh của quân Nguyên vô cùng khốn đốn, đặc biệt là trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ 3 này, quân Nguyên hoàn toàn bị sa lầy, vào thành Thăng Long trống không, phải quyết định rút lui về nước theo đường thủy bộ. Ô Mã Nhi chỉ huy thủy quân rút về theo đường sông Bạch Đằng, chúng vào thế trận do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bày sẵn. Ô Mã Nhi còn có biệt hiệu là Bạt Đô, gọi là Ô Mã Nhi Bạt Đô hay Ô Ma Bá Ca Tu. Bá Ca Tu nghĩa là mạnh mẽ hay dũng sĩ, trong tiếng Mông Cổ, nghĩa bóng là anh hùng hay chiến binh gan dạ, thiện chiến. Đặc sứ giáo hoàng Plano Capini đã so sánh danh hiệu Bạt Đô tương đương với các hiệp sĩ châu Âu. Ô Ma hay Ô Mã Nhi là con trai của Nasr al-Din, Tổng đốc Vân Nam đời thứ hai, và cũng là cháu của quan Tổng đốc Vân Nam đầu tiên của nhà Nguyên Mông Sam al-Din. Quan Tổng đốc Sam al-Din vốn xuất thân từ Bukhara thuộc Trung Á Đế quốc Khwarizm, ngày nay là Uzbekistan. Khi quân đội Mông Cổ tấn công đánh bại Hoàng đế Ala-Eddin Mohammed II, gia đình Sayyid Ahan Sam al-Din Omar đã chủ động đầu hàng. Theo nhà truyền giáo Mahsan Brumho thì Sam al-Din chính là hậu duệ đời thứ 27 của nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo. Ông ta đã phục vụ triều đình Nguyên Mông tại Yên Kinh, Bắc Kinh ngày nay, trước khi được chỉ định nhậm chức Tổng đốc Vân Nam sau khi quân Mông Cổ thôn tính thành công nước Đại Lý. Nếu tính luôn người em trai kế vị sau khi cha Ô Mã Nhi bị xử tử vì tội tham ô, thì dòng họ của Ô Mã Nhi ba đời đều làm đến Tổng đốc. Có thể nói là dòng dõi quý tộc danh giá của đế quốc Nguyên Mông. Bản thân là con trai Tổng đốc Vân Nam được mang danh hiệu Bá Ca Tu danh giá ngay khi còn trẻ. Ô Mã Nhi là một tướng tài đầy triển vọng của triều đình nhà Nguyên. Ô Mã Nhi tham gia đoàn quân Nguyên Mông viễn chinh Đại Việt trong hai cuộc xâm lăng 1285, Toa Đô, Thoát Hoan và Ô Mã Nhi, và 1288, Thoát Hoan, Ô Mã Nhi và Trương Văn Hổ, nhưng đâu biết rằng định mệnh khốc liệt đã chờ đợi ông ta tại nơi vùng đất này. Văn bia dẫn tích và phả tộc họ Hoàng ở làng Vạn Tràng có ghi rằng, đời vua Trần Nhân Tông, năm Trùng Hưng, Mậu Tý, tức năm 1288.
tướng nhà Nguyên Mông là Thoát Hoan và Ô Mã Nhi sang xâm lược Thăng Long. Tướng quân Hoàng Tá Thốn được cấp ấn phù, thống lĩnh hàng vạn quân cùng tàu thuyền phục kích ở sông Bạch Đằng để đại phá quân giặc. Ô Mã Nhi theo kế hoạch rút quân, tiến vào sông Bạch Đằng, các cánh quân Đại Việt, đặc biệt là quân Thánh Dực, đón đánh rồi rút đi để dụ quân Nguyên vào trận địa Cọc Ngầm. Nước thủy triều xuống, đoàn thuyền quân Nguyên mắc vào bãi Cọc Ngầm. Đội quân Thánh Dực quay lại tấn công, Hoàng Tá Thốn dẫn quân của mình cùng các cánh quân khác mai phục sẵn cũng đồng loạt tiến đánh quân Nguyên. Tướng quân Nguyên là Bình Chương Áo Lỗ Xích bị quân Thánh Dực bắt sống. Quân Nguyên bị tổn thất nặng nề, nhiều chiến thuyền bị thiêu cháy. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả, nước sông do vậy đỏ ngầu cả. Một số quân Nguyên bỏ chạy lên bờ lại bị rơi vào ổ mai phục của quân Đại Việt. Ô Mã Nhi ít thúc binh lính chống đỡ trong tuyệt vọng. Hoàng Tá Thốn cùng thủy quân đánh chìm thuyền của Ô Mã Nhi cùng hàng chục chiến thuyền khác. Quân Nguyên bị rơi xuống nước rất nhiều. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, Đỗ Hành bắt được Ô Mã Nhi và Tích Lê Cơ dâng lên Thượng Hoàng. Thượng Hoàng sai dẫn lên thuyền ngự, cùng ngồi nói chuyện với chúng và uống rượu vui vẻ. Trận Bạch Đằng kết thúc, quân nhà Trần đại thắng. Đoàn thuyền hơn 600 chiếc của quân Nguyên Mông bị tiêu diệt hoàn toàn. Các tướng Ô Mã Nhi, Phản Tiếp, Tích Lệ Cơ bị bắt sống. Đại Việt còn thu được hơn 400 chiến thuyền. Tháng 2 năm Kỷ Sửu, tức năm 1289, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trình nhà vua kế hoạch trao trả tù binh, tức là cho Ô Mã Nhi và đội quân Nguyên chiến bại về nước. Hoàng Tá Thốn lại được giao thực thi nhiệm vụ này. Ông nhận kế sách từ Hưng Đạo Vương là tạo sự cố trên đường đi để tiêu diệt tướng Ô Mã Nhi, trừ tận gốc hiểm họa về sau. Ông đã chọn một đội quân gồm nhiều người tâm phúc giỏi bơi lội làm phu thuyền. Chiếc thuyền chở Ô Mã Nhi được đục thủng mấy lỗ rồi chắn lại bằng những miếng gỗ được đóng đinh và gắn keo nhựa khá chắn. Đang đêm trên đường đi khi có thời cơ, ông cho người lặn xuống dùng đục này tháo các miếng gỗ ra, nước nhanh chóng tràn vào thuyền, không sao chắn được. Tướng Mã Nhi chết chìm trong nước nhưng nhiều lính Nguyên khác được cứu thoát. Rồi chính lính được cứu sống này là nhân chứng làm cho Hốt Tất Liệt không thể không tin rằng Ô Mã Nhi bị chết do tai nạn đắm thuyền. Cuộc chiến kết thúc, triều đình ban thưởng, Hoàng Tá Thốn được vua phong là Sát Hải Đại Vương, đồng thời cho ông được chọn đất. Ông đã chọn xứ Thiên Bồng, vùng đất làng Vạn Tràng, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ngày nay. Hoàng Tá Thốn được tin tưởng giao thống lĩnh các đạo thủy binh chấn giữ 12 cửa biển. Ông tổ chức canh phòng cẩn mật đánh dẹp hải tặc, nhiều lần đánh tan quân Chiêm sang quấy rối. Đến khi có tuổi sức yếu, ông được triều đình cử làm nội gia thư. Hoàng Tá Thốn mất vào năm 1339 thọ 85 tuổi. Nhà vua thương tiếc liền sai đưa linh cữu ông về an táng ở làng Vạn Phần, Diễn Vạn, Diễn Châu, người dân lập đền thờ để tưởng nhớ đến ông. Ngày nay ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh có con đường mang tên ông, huyện Yên Thành cũng có ngôi trường mang tên Hoàng Tá Thốn. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá, trong trận thủy chiến quyết liệt giữa quân dân nhà Trần với đội quân xâm lược Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng năm 1288, Hoàng Tá Thốn đã lập chiến công lẫy lừng bằng việc vừa đánh vừa dụ hàng quân địch, bắt sống Ô Mã Nhi đại tướng tin cẩn của vua Hốt Tất Liệt. Vì vậy, vua Trần đã phong ông là Sát Hải Đại Vương và khen ông rằng: "Ngươi là vị chỉ huy danh tiếng vượt lên nhiều người, quả là bậc trung thần bảo vệ biên cương đất nước. Trong quân ngươi là viên tướng lẫm liệt, bút phê của ta khó nói hết lời khen. Không những là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba, mà từ khi giữ chức đại tướng chỉ huy thủy binh, ông càng chăm lo xây dựng lực lượng thủy binh bảo vệ vững chắc 12 cửa biển của đất nước." Sau khi mất, Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn được xem là vị thần vùng sông biển của Việt Nam, được thờ ở khắp các cửa biển từ miền Bắc vào tận Nam Trung Bộ. Tại xứ Nghệ, ngài là một trong hai vị nhân thần nổi tiếng linh thiêng và được nhân dân lập đền thờ phụng ở nhiều nơi nhất. Sống được vua khen, chết được dân lập đền thờ ở khắp mọi nơi. Một tấm gương đáng kính để hậu thế soi lại mình. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.